xin chào mọi người. Mình có chuyến đi coi kịch, bây giờ mình đang đợi các bạn nữa rồi mình di chuyển đi nha. Mọi người hãy theo chân mình nha. Nè, dễ thương quá nè, ở trong đây là kẹo handmade nha. Bánh kẹo handmade. Quá trời luôn, một cái này là được mấy cái nha? Đủ, đầy đủ hết, vừa bánh vừa kẹo, vừa có hạt. Đồ quá hợp lý nè. Cái này tuổi nào cũng ăn được hết. Đồ quá ngon. Cuối cùng thì cũng tới nhà hát Bến Thành rồi mọi người ơi. Vở kịch hôm nay tụi mình coi là Nàng Công Chúa Và Chiếc Áo Tầm Gai. Giống không? Không, mình ăn rào. Tao Trung Nguyên mà. Không, trên cái là nhà này nè. Đi. Nhìn giống nè. Tốt rồi đó, tốt rồi đó. Tiếp đi. Tiếp tục đi. Tiếp tục đi. Tốt rồi. Tốt rồi. Thấy ổn rồi đó. Thấy ổn rồi. Trời ơi, toàn là hot girl không, thấy không? Trời, người ta cũng vô sống quá trời nè. Mình chẳng như bà. Giờ điện thoại cũng chẳng ra. Chắc là đủ rồi đó. Chắc là được rồi đó hả? Ừ. Cái đi coi kịch mà ăn dữ. Ủa, cái lạ. Thôi chắc được rồi đó. Có gì hết trơn. Đi, ăn không? Buổi sáng hả? Đi nha, ăn cái này nha. Rồi anh kép xe của mình sao rồi chị? Uống đi, uống chung với Teo nè. Mình làm tới thấy khán giả có mày ăn vô, đem mình cho khán giả, đem mình nghệ sĩ nghe ăn thấu luôn mà. Ờ đi nghĩ là được, không tới nổi là. Cái này đừng ăn có mùi thôi, còn mấy cái snack trời ơi kiểu á. Mày ăn cơm tấm rồi vô ăn rồi. Nhớ cơm tấm được. Chắc là có kiểu gì đâu, một tí đâu. Bông lao, bông lao. Đẹp quá hột. Đâu thử cái chân gà. Tao lấy thử cái chân gà coi. Đây. Chưa ăn bao giờ, Vy chắc ăn rồi nè. Sâu sâu hơn thôi. Rồi review đi. Chân gà, chân gà. Thôi. Ừ. Dần cái ăn gà luôn á. Nó là chân gà, nó gì? Ủa nó có xương hả? Có xương. Trời mà nó không có xương. Mày cắn vô đi cái khớp của nó, xương. Ăn cũng được á. Ăn đi. Tao không có niềm đam mê với cái chân đó. Vậy hả? Ừ. Có ăn chân gà, dưới mặt có ăn chân gà. Cũng được á, lát nữa hồi còn mấy cái chồng xúc xích chồng nữa. Cái này giống mùi xúc xích quá. Ừ, nghe mở ra tôi nghe mùi xúc xích nhưng mà có rau câu. Sốt chua ngọt, sốt BBQ. Chấm thử miếng. Cũng BBQ luôn, là hai cái màu khác nhau vậy đó. BBQ chua ngọt. Sao là sức chua ngọt thế? Ừ. Mấy giờ rồi? 7 giờ 10 20 phút nữa. Bạn mày tới chưa? Nó không vô. Mình hẹn với đại
cái bạn kia, bạn mà dẫn mình vô á là 7:30 có mặt ở bên đó. Dễ mà, ta nghĩ ok 20 phút nữa. Được, ăn nữa đi. Chắc là sẽ hầm như một miếng á, cứ để ở đây. Ai ăn đi, cái tại combo nó như vậy. Chị là chị không có ăn cái đó rồi đó. Tự tin ăn đi. Không phải em bự vậy mà. Còn hai cái luôn hả? Còn ba cái lận á. 1, 2, 3. Ủa sao kỳ vậy? Ai biết ba mà đặt hả? Ủa đây 5 đứa là mỗi đứa ra 1 cái rồi đúng không? Không, bà này bà không ăn nè. À mày không ăn cái này á hả? À hèn chi. Còn ba cái. Ba đứa nhỏ ăn đi. Đi ăn cái đi ăn với gì chi? Không, ba đứa ăn đi nè. Chị là xong rồi, dặn trái cây. À, cộng 3 miếng lận. Đúng, 3 miếng là 3 đứa nhỏ nè. Ừ. Ừ. Nhiều quá. Ui, nó bầu lậu dữ rồi trời. Để mang cái đó nữa. Ờ, mang cái lận. Nè, không thấy luôn nè. Cá mẹ ăn trái cây. Tụi mình già rồi. Để tốt rồi cho tụi nhỏ. Đây người già đi. Rồi, dơm đi. Gà chút nữa ăn xong đi để tao phột đồn vô đây để đi dục. Xài chua không? Ngon lắm, ngọt. Không ăn chua, ăn chua uống cái răng. Ngọt, cũng hơi hơi. Mà ngọt hả? Chua, chua nhiều quá. Xích tao mua kìa. Có bánh. Được cái đợt nó tí đồ ăn với cái dịp tóc này. Hồi nào rồi á. Đi. Thề quốc về. Tú nói chưa? Trăng cay quá tê cái lưỡi nói gì không nổi luôn á. Ăn trái cây vô chừa nè, chừa miếng trái cây. Ai biết nói. Ủa là cái này cay hả? Bây giờ nó cay. Chắc là cái sốt nó dúng vô. Tê luôn á, giờ tôi uống thêm cái cà phê đắng vô nữa. Hẹo nước ngọt nè. Mồm luôn. Thôi được rồi, không thèm. Đợi không? Tôi uống cà phê cho. Thôi. Chị chứ chị thích uống cà phê. Nhờ cà phê Phúc Long cũng được. Mai. Hôm mai phải uống sữa. Sáng thôi, uống sữa chưa. Cho tụi mình đi thôi mọi người ơi. Tới giờ, sắp tới giờ rồi. Rồi tụi mình sẽ di chuyển qua bên phía nhà hát nha mọi người ơi. Tới giờ rồi, sắp trễ giờ rồi. Hơi đông rồi á, bây giờ là tụi mình vô là đông rồi. Hồi nãy là tụi mình vô lại chưa có ai. Bây giờ là vô là quá trời người rồi đó mọi người ơi. Mẹ nó kêu lên lầu luôn á. Giờ là tụi mình đi vô nè. Thôi được. Ôi ở đây có nhiều bánh dễ thương quá nè. Điểm danh 1, 2, 3, 4, 5. Đây kìa. Đi. Nhà vệ sinh nè, có ai đi không? Là cho nam mà chị. Là nam mình. Ủa? Nữa dưới này bên kia chị. Ờ. Chị này. Chắc tôi chết. Đây chị có thể xin không? Đi không, chị không có đi. Rồi em đi. Em đi xin bên kia kìa. Rồi em đi chứ. Hai bé đi đi. Giờ mình đang đợi để vô trong xem kịch nha mọi người ơi. Đông lắm. Đi vậy là trễ rồi. Toàn là trễ trễ không mà mọi người ơi. Trễ. Chỉ được hai người vô thôi nhưng mà sẽ bây giờ sẽ năn nỉ cho hai đứa vô đúng không? Hai đứa cho tặng. Hai đứa cầm vô tặng tặng xong chụp hình chụp ơ rồi gì. Không có được. Không có được. Ủa bên hông này có không? Đúng rồi, nó bên hông.
Bây giờ lại vô gặp các cô chú, anh chị, nghệ sĩ. Nhưng mà khó quá, mình tụi mình không có được vô. Phải cử hai em xinh đẹp vô. Đúng không? Đúng không? Đem này. Hả? Đúng chưa bao? Không, đợi. Từ từ luôn. Đã, ở chính được. Đây là tụi mình bắt đầu vô cổng nha mọi người ơi. Đi ơi, vô. Vô được mang ly này vô, được mang nước suối thôi à. Giờ sao? Không được hả? Đi, chị hẹo hết đi. Không, không hết. Không hết. Hả? Bẩn túi. Không, em đi được. Không cho bác biết đi nước chưa hả? Không, không kêu nước, cho mang nước suối thôi. Giống. Bánh nè, chia ra đi. Không, em cầm thì cái này bao bình thường mua mà đây chỉ nằm quá. Hả? Sao khó nữa hả? Đây nè, mày có thể lấy cái áo khoác của mày ra. Được luôn. Nè, cầm cái chai. Rồi giờ mình vô đây. Trả tôi vé chưa? Em cầm vé đúng không? Em cầm vé rồi. Đây, gọi thì cứ nhớ ba người vô thôi, hai đứa là hàng xe bên phải á. Cười quá à. Giờ tụi mình sẽ vô cửa nha. Vô cửa xong nếu mà trong đây được quay thì mình sẽ quay. Cảm ơn trong có một chiếc chỗ. Dạ vâng, cảm ơn. Rồi giờ mình vô trong đây mọi người ơi. Wow, đông quá. Nè, mình đưa cái vé cho anh chị đường mình đi. Cái này nhé, cái này. Cảm ơn anh. Dạ. Wow, vô rồi mọi người ơi. Đông quá trời. Full ghế, full ghế. Hình như mình trong cùng á. Mình ngồi trong cùng á. Đây bé ơi. Đúng không? Ừ. Đúng rồi, đúng rồi. Thảo đâu rồi? Thảo đâu rồi? Livestream trong suốt quá trình vẫn được diễn ra. Xin chân thành cảm ơn. Hấp dẫn như 33 chương trình ngày xưa đã qua luôn nha. Mà lần này, mỗi người chúng ta còn lại được bay. À. Đông quá trời rồi.